Ngày hội tuyển dụng Job Fair giúp em năm 2016 đã được diễn ra vào ngày 18 tháng 6 vừa qua, đã thực sự mang đến không khí sôi động, đầy màu sắc và thu hút sự tham gia của hơn 3.000 sinh viên trong và ngoài trường. Được tổ chức tại trụ sở chính của trường, số 2/4 Trần Xuân Soạn, quận 7, khang trang và hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, ngày hội đã giải quyết triệt để vấn đề không gian và khắc phục những vấn đề cần rút kinh nghiệm từ những năm trước. Công tác tổ chức năm nay cũng được đánh giá cao khi trước thời gian diễn ra ngày hội, mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn thành từ rất sớm. Đây được xem là những thành công bước đầu và tạo ấn tượng đối với các doanh nghiệp tham gia. Phát biểu tại buổi lễ khai mạc ngày hội, tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan, phó hiệu trưởng nhà trường đã nhấn mạnh, ngày hội tuyển dụng của trường Đại học Tài chính Marketing mong muốn là cầu nối hữu hiệu để giới thiệu đến quý doanh nghiệp những sinh viên năng động, sáng tạo, có đầy đủ những kỹ năng và chuyên môn để đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của đơn vị. Bên cạnh đó, tại ngày hội cũng có những cơ hội giới thiệu tới sinh viên các chương trình khác nhau như thực tập viên tiềm năng, quản trị viên tập sự và các công việc bán thời gian. Hôm nay em tới với cái ngày hội việc làm hôm nay là em cảm thấy rất là vui và cảm thấy là có ích với lại những cái sinh viên của tụi em sau này. Em cảm thấy nó môi trường rất là năng động, rất sôi nhiệt. Thì em trải nghiệm được cái thực tiễn là cái nhu cầu tuyển dụng ra sao, cần mình yêu cầu gì ra trường và mình biết được những cái kinh nghiệm của mình mà cần để đáp ứng khi mình ra trường và các nhà tuyển dụng cần. Với sự tham gia của 90 doanh nghiệp cùng gần 6.200 vị trí tuyển dụng, ngày hội đã thực sự hoàn thành được mục tiêu đề ra là cầu nối giữa sinh viên với quý doanh nghiệp, đồng thời ghi dấu đậm nét hình ảnh của nhà trường trong mắt các đơn vị tham gia. Không khí sôi động của ngày hội, sự thu hút của hai hội thảo diễn ra song song trong khuôn khổ của ngày hội, sự đông đúc của những gian hàng, tất cả đã cùng nhau tạo nên một ngày hội tuyển dụng đầy màu sắc và cũng đã tạo nên sự thành công cho chương trình. Thì hôm nay chị đại diện hệ thống Kinh Đông đến đây để tham gia ngày hội tuyển dụng. Thì cảm giác trước tiên là rất là vinh hạnh để là một trong những doanh nghiệp tới đây tạo một cái điều kiện để cho mình sinh viên mới tốt nghiệp ra trường có nơi để mà chọn lựa nơi để mà mình gắn bó công việc sau này. Hồi xưa thì chị cũng là từng là sinh viên, thì khi mà vừa tốt nghiệp ra thì cảm giác của mình rất là hoang mang, không biết tìm chỗ nào xin việc này nọ kia, nói chung hoang mang lắm. Thì khi mà nghe trường mà tổ chức một cái ngày hội thế này thì bên chị rất là ủng hộ, thì bằng chứng là bên chị coi như là tham gia ngay từ đầu đó. Mục đích là cũng mong là tạo nơi để cho các em là có công ăn việc làm trước mắt cái đã, còn gắn bó hay không thì cái đó tùy cái duyên của hai bên thôi. Bây giờ các bạn có nhiều cái điều kiện hơn để chọn lựa hơn là mình hồi xưa, thì các bạn nên cân đo đong đếm, suy nghĩ kỹ để mình chọn cái ngành nghề nào đó phù hợp với mình, và đặc biệt là mình phải yêu thích, bởi vì yêu thích mình mới gắn bó với nó được. Chứ còn hồi xưa tụi chị thì không có điều kiện rồi, bây giờ được điều kiện vậy thì mình phải phát huy được cái điều kiện đó không, để sau này là giúp cho các em là tương lai hay là kinh nghiệm hay là cuộc sống, nói chung là mọi thứ sẽ tốt hơn. Hôm nay thì đoàn tiếp viên Vietnam Airlines đại diện đến dự cái ngày hội việc làm Job Fair 2016. Chúng tôi mới đầu đến đây thì cảm nhận được không khí rất là nồng nhiệt, và các bạn sinh viên thì cũng đã chờ đợi sẵn, và công tác tổ chức thì rất là quy mô. Và chúng tôi đánh giá là các cái ngày hội việc làm như thế này thì cũng đã thu hút rất là nhiều các cái ứng viên là cầu nối, tạo cầu nối giữa các doanh nghiệp và các bạn sinh viên học sinh tại trường để trở thành một trong những cán bộ của nhân viên của các tập đoàn, trong đó có Vietnam Airlines. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì Hồng Quân đang có mặt tại trụ sở chính của Trường Đại học Tài chính Marketing ở số 2/4 Trần Xuân Soạn, quận 7. Và nơi đây thì đang diễn ra một chương trình, một ngày hội rất là lớn và thu hút hàng nghìn các bạn sinh viên của trường đã đến tham dự. Và đó chính là ngày hội tuyển dụng Job Fair giúp em 2016, một không khí tưng bừng và náo nức đang hiện diện ở nơi đây. Và kính thưa quý vị, với sự tham dự của 90 doanh nghiệp với hơn 6.200 các vị trí việc làm, thì đây là một cơ hội rất tốt để cho các bạn sinh viên của Trường Đại học Tài chính Marketing có thể tìm được cơ hội nghề nghiệp phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân của mình. Tiếp nối sự thành công của những ngày hội năm trước, Job Fair UPM năm nay tiếp tục để lại những ấn tượng riêng biệt, tạo được uy tín cho nhà trường đối với các doanh nghiệp và từ đó làm tiền đề cho những ngày hội các năm sau.